Vâng, xin chào tất cả các tín đồ yêu lan của mình. Trước mặt chúng ta thật là rối bời như tơ vò phải không các cụ? Mà tại sao nó nở vào đúng lúc này? Tôi cũng không nghĩ rằng cái lan hình như cũng hiểu tôi, đường đời lúc này nó cũng rối như tơ vò. Bao điều chưa làm được, bao điều chẳng thành công, thất bại hoài thất hoại. Các bạn có nhìn ra một bông hoa này không? Thực ra nó đều đầy đủ tất cả đấy các cụ ạ. Em khẳng định là như thế. Đầy đủ. Thậm chí như cái này này, các bạn tưởng què, què cụt, nhưng mà là nó nở như thế à. Mà không hiểu tại sao Trần Tuấn lại thích cái cây này, nhất định phải quay, mặc dầu là trong điều kiện thời tiết hôm nay không được đẹp. Mình có tóc đâu mà đầu rối như tơ vò như thế này. Tôi chẳng biết nói sao nữa các cụ ạ. Cũng là một cái chút nỗi niềm, nhưng cứ mà làm chút gì đó khá độc đáo của thực vật, của cuộc sống, đúng các cụ. Và của tất cả nhiều điều. Một cái mặc lan. Có lẽ là phải gọi em nó là cuồng long mới phải. Như bao cây mặc lan khác, lá khá đẹp. Này, các cụ. Đó, lá khá đẹp. Vặn vẹo. Củ khá. Và các cụ thấy không? Củ tương đối là danh rảnh. Cây này là cũng được nhiều năm rồi đấy. Đây, chúng ta quan sát đây. Là hành này. Rất lạ. Đúng là cuồng long rồng điên. Có lẽ là trong cuộc sống nhiều lúc cũng cần phải thế, phải không các bạn? Cũng phải có những lúc rất là sóng gió, bão táp, phong ba, cuồn cuộn. Nhưng có lẽ vẫn mãi mãi giữ được khí chất của em Lan, phải không các cụ? Em thì mãi vậy, vẫn là lan. Đó. Không phải là héo đâu nhá các cụ nhá. Tóc váy. Cuồng phong. Hy vọng các cụ đừng chửi em với mẫu video này. Nó nói lên tâm tư. Tình cảm như tơ vò. Cuộc sống mà. Đẹp quá các cụ. Tôi thấy rất ưng ý. Và các cụ có chú ý cho em cái lưỡi này này. Lưỡi này. Cái nào cũng như cái nào. Nó khuyết ở một bên như thế. Cứ khuyết ở một bên. Đúng cái chỗ đấy. Tức là cái gen của nó rất là ổn định đấy các cụ. Giờ chúng ta xem nó vào cái nhé. Đây. Đó. Mời các cụ nhìn rõ nét.
Ngông Cuồng, Cuồng Long, xin phép các cụ cho em gọi nó là vậy. Ồ, cái này không lấy nét nổi. Lấy nét đi, đấy, ok các cụ. Đó. Vâng, rất xin lỗi là đã làm phiền các cụ bởi những video mà với nhiều người thấy không là đẹp. Nhưng thôi, các cụ hãy lượng thứ, hãy dành chút thời gian để xem mở video này. Vâng. Thế nhá. Chúc các cụ một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và đừng có dối như tơ vò như em. Hy vọng các cụ luôn được may mắn, trôi chảy hơn. Vâng. Đó là những gì mà Trần Tuấn xin được gửi tới tất cả cụ. Chúc các cụ một ngày thật nhiều yêu thương và hạnh phúc. Yêu các cụ rất rất là nhiều ạ. Bye bye các cụ. Hẹn gặp lại các cụ vào video khác nha. Cuồng Phong xin chào các cụ.